Tôn Vệ Đông, người được mệnh danh là thiên tài vật lý của Trung Quốc, từng đỗ đại học năm 15 tuổi. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, mức thu nhập anh nhận về cách đây 20 năm là 3,2 tỷ đồng. Mặc dù vậy, khi ở tuổi 55, Vệ Đông lại sống chật vật, không sự nghiệp, không nhà cửa, lang thang ăn xin suốt 16 năm qua. Vệ Đông sinh năm 1969, xuất thân trong gia đình nghèo khó ở Giang Âm, Giang Tô. Hoàn cảnh khó khăn nhưng Vệ Đông thông minh từ nhỏ. Thời đi học, anh là học sinh có thành tích cao nhất trường. Năm 1984, anh đỗ vào lớp cơ sở dành cho thiên tài trẻ đỗ đại học trước 18 tuổi của Đại học Phúc Đán, ngành vật lý. Bước chân vào cánh cửa đại học ở tuổi 15, Vệ Đông đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Trong quá trình học tập, Vệ Đông được giáo sư vật lý nổi tiếng Tạ Hy Đức, đồng thời là hiệu trưởng của Đại học Phúc Đán, trực tiếp hướng dẫn nghiên cứu. Đến năm 1988, sau khi tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, anh mong muốn học tiếp lên thạc sĩ để nuôi dưỡng đam mê với ngành vật lý hạt nhân. Vệ Đông sau đó tham gia chương trình Caspia do giáo sư Lý Chính Đạo, người đoạt giải Nobel sáng lập nhằm tuyển chọn nhân tài trẻ sang Mỹ du học. Tuy nhiên một sự cố sau đó đã khiến kế hoạch đào tạo phải điều chỉnh. Để ở lại Mỹ, Vệ Đông phải chuyển sang học ngành khoa học máy tính tại Đại học New York. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ năm 1991, anh tiếp tục học lên tiến sĩ rồi gia nhập vào một công ty công nghệ tại New York với vai trò lập trình viên cao cấp. Thời điểm đó, mức lương Vệ Đông nhận về khoảng 130.000 đến 134.000 đô la Mỹ, tương đương gần 3,2 tỷ đồng. Hình ảnh hiện tại của Vệ Đông vừa được một người Mỹ gốc Hoa chia sẻ lên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi xót xa. Vệ Đông cho biết, áp lực công việc và biến cố gia đình đã đẩy anh đến tình cảnh hiện tại. Sau khi gia nhập công ty công nghệ, anh quen một đồng nghiệp và tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên do sự khác biệt về văn hóa và lối sống, không lâu sau hai người đã ly thân và quyết định ly hôn. Cú sốc này khiến Vệ Đông thu hẹp bản thân, không giao tiếp xã hội, dần dần mắc chứng ảo giác. Về sau, anh không thể minh mẫn làm việc như bình thường. Kể từ khi ly hôn đến nay, anh đã đi lang thang được 16 năm. Lý do anh không tìm một công việc phổ thông là vì bản thân là người tham vọng, quyết chỉ làm việc văn phòng và tuyệt đối không làm bảo vệ hoặc nghề dọn dẹp. Câu chuyện của Vệ Đông hiện vẫn thu hút sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc. Mới đây, một con cá ngừ vây xanh nặng 238 kg đã được bán với giá hơn 19 tỷ đồng tại cuộc đấu giá đầu năm mới ở chợ cá lớn hàng đầu Tokyo, Nhật Bản. Trong cuộc đấu giá đầu năm mới tại chợ cá Toyosu ngày 5 tháng 1, con cá ngừ vây xanh nặng 238 kg được đánh bắt ngoài khơi Oma Aomori đã được bán với giá 114,24 triệu yên, tương đương với hơn 19,2 tỷ đồng. Đây là mức giá cao thứ tư trong lịch sử đấu giá cá ngừ đầu năm mới của Nhật Bản kể từ năm 1999. Giành chiến thắng trong cuộc đấu giá lần này là nhà buôn bán trung gian Yamazuki và công ty điều hành nhà hàng Sushi Ginza Onorira. Chủ tịch của Yamazuki cho biết, yếu tố quyết định mức giá này là độ tươi ngon và màu sắc rực rỡ của con cá ngừ. Ông cũng cho biết, thịt xẻ ra từ con cá ngừ sẽ được bán tại các cửa hàng thực phẩm ở Tokyo. Đấu giá cá ngừ được coi là điềm lành và đã trở thành truyền thống năm mới của Nhật Bản. Sự kiện diễn ra tại chợ cá Toyosu, một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất ở Tokyo.